vèo vèo rừng rừng tiếng xe phân khối lớn của những yên hùng xa lộ vang lên trên con phố nhỏ yên tĩnh làm cho ai nấy không khỏi khó chịu họ sợ những thanh niên vô ý này không điều khiển được tốc độ nhất là nếu trong người còn có hơi men có thể họ sẽ bất đắc dĩ trở thành nạn nhân của những vụ tai nạn giao thông thảm khốc đêm thời khắc bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách của cuộc sống và cũng là đồng lõa của tội ác trong căn phòng trọ nhỏ cách mặt đường không xa thanh gã đàn ông 26 tuổi, hai tay dính đầy máu, đang đi đi lại lại, mồ hôi vã ra như tắm. Đôi mắt hắn thi thoảng liếc nhìn Hà, cô người yêu đang nằm trên nền đất lạnh, mắt mở trừng trừng, máu đỏ chảy ướt đẫm khuôn mặt. Gã và cô ta vừa cãi nhau, trong lúc mất bình tĩnh, gã đã cầm chiếc gạt tàn bằng thủy tinh đập vào đầu cô ta liên tiếp, khiến cô ta chết ngay tại chỗ. Giờ đây, gã run rẩy nhìn Hà, thân xác cô ta đã tái nhợt đi, phải làm gì với cái xác này đây không mình không muốn đi tù cuộc đời mình còn dài không thể kết thúc ở đây được gã vừa ôm đầu vừa lẩm bẩm mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo tất cả cũng là do cô ta thôi cô ta đã nghe thấy gã nói chuyện khá thân thiết với huyền con gái của chủ tịch hội đồng quản trị của công ty nên hẹn nói chuyện tại nhà của gã trong lòng thanh chỉ còn chút tiếc nuối với hà cô gái nghèo cùng quê với hắn giờ đang làm y tá tại một bệnh viện ở ngoại thành và tràn ngập lòng ham muốn với Huyền và sự giàu có của gia đình cô ấy. Nếu cưới Huyền, hắn sẽ được rất nhiều thứ mà có phấn đấu cả đời này chưa chắc có được. Thế rồi, trong lúc cự cãi, hắn đã lỡ tay giết người yêu. Phải thủ tiêu cái xác. Đó là suy nghĩ duy nhất của gã trong lúc này. Nhưng bằng cách nào bây giờ? Vừa nghĩ gã vừa nhìn Hà bằng ánh mắt hối hận xen lẫn căm ghét có thể vì cô ta mà gã sẽ phải đánh đổi cả phần đời còn lại trong tù tội thậm chí là chịu án tử hình ở bên ngoài tiếng bước chân của một vài người thợ xây đang đi lại tiếng họ khẽ nói chuyện với nhau làm thanh chú ý đêm hôm rồi mày không đi ngủ đi còn lọ mọ gì vậy ông viên gọi điện cho tao dặn che chắn cho mấy gói xi măng cẩn thận vì có thể đêm nay mưa to mà mày vừa đi đâu về vậy ừ à tao vừa ra ngoài uống mấy ly ấy mà thôi làm nhanh lên còn vào ngủ tao vào trước đây ừ rõ thật mấy gói xi măng thừa này ông ta sẽ trả lại vào ngày mai tiếng người thợ xây lẩm bẩm một mình nhà ông viên chủ của phòng trọ nơi thanh đang thuê cách dãy phòng trọ thanh đang ở một con hẻm nhỏ nhờ con hẻm ấy mà việc vận chuyển vật liệu xây dựng cho nhà ông viên không quá khó khăn và cũng chính thanh đã đôi lần đi tắt qua con hẻm đó để leo vào nhà trọ khi đi về muộn Ông Viên có khá nhiều phòng cho thuê, nhưng phòng của Thanh và hai phòng ở bên cạnh thì tách biệt so với những phòng khác của ông ta. Ban đầu, Thanh tỏ ý không hài lòng khi phải ở tách biệt với mọi người, nhưng thấy giá thuê phòng rẻ nên đồng ý. Hóa ra bây giờ việc ở riêng lại có ích cho gã. Tội ác của gã không bị ai phát hiện. Tiếng nói chuyện đã im bặt. Thanh hoàng hốt quay trở lại thực tại. Cái xác vẫn nằm trơ ra ở đó. Phải xử lý. Phải xử lý. Thanh nghĩ. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Thanh giật mình quay ra, tiếng gõ vẫn vang lên đều đều. Cốc cốc cốc. Cùng lúc ấy, chiếc điện thoại của tên giết người cũng đổ chuông. "Đang làm gì thế con quỷ? Mai đi shopping với tao không?" Tin nhắn Messenger hiện lên trên màn hình điện thoại của Huyền. Gọi cho người yêu mới, nhưng anh ta không bắt máy. Huyền gọi luôn cho Diệu, người bạn thân của cô, vừa hay cô cũng muốn đi shopping tao đang đứng hóng gió ngoài ban công thôi ok luôn xong mày mời tao ăn nhé vừa nói qua điện thoại huyền vừa đi vào nhà bỗng cô khựng lại một bóng người vừa đi dưới đường chậm rãi từng bước đi qua nhà cô có vẻ đó là một cô gái dáng vẻ cô ta nhỏ nhắn khá nhanh nhẹn đi vào trong con ngõ tối trách nhà huyền vài mét tuy trời tối nhưng nhờ ánh đèn đường huyền vẫn nhận ra đó là một bác sĩ hoặc y tá lạ thật quanh đây làm gì có bệnh viện nào. Alo. Mày còn đó không? Alo, tao đây. Định thần lại. Cô tiếp tục nói chuyện với bạn. Con quỷ, vừa làm gì thế? Tưởng mày ngủ quên rồi chứ. Không, tao vừa từ ban công vào trong nhà mà tao cũng thấy buồn ngủ rồi. Thôi mai gặp nhé. 9 giờ ở Vincom bà Triệu ok. Ok. Ở dưới nhà, mẹ của Huyền đang xem một đoạn phim kinh dị. Trên màn hình là cảnh tượng một người thanh niên trẻ đang lấy búa đập liên tiếp vào đầu một cô gái, khiến cho đầu cô ta bị biến dạng hoàn toàn, không còn có thể nhận ra được nữa. Bà tỏ ra sốc với sự tàn ác của gã và bất chợt trong tâm này ra sự lo lắng với Huyền, cô con gái duy nhất. Gần đây, bà có nghe nhân viên trong công ty của chồng nói về chuyện Huyền đang có mối quan hệ nào đó với một thanh niên mới vào làm. Có lẽ mai bà phải nói chuyện với Huyền mới được. Dầm, thanh vội vã đóng cửa lại sau khi đã đuổi khéo được anh chàng ở phòng ngay bên cạnh bằng cách cho mượn sạc điện thoại tiếng gõ cửa của anh ta đã làm thanh giật mình anh ta hình như vừa đi đâu về cả người ở phòng trọ thứ ba nữa thế nên mới không ai biết hắn và hà cãi nhau cũng không ai biết hắn đã giết người nhìn lại cái xác của hà chưa nghĩ ra cách thủ tiêu cái xác của hà thanh bế cô ta vào tạm trong toilet đêm nay đành để cô ta ở trong đó vậy Thanh vừa quan sát cái xác của Hà trong toilet vừa cố gắng suy nghĩ tìm cách thủ tiêu. Chợt gã khựng lại khi nhìn vào trong góc nhà vệ sinh. Gạch bị trồi lên. Hay là một suy nghĩ nảy ra trong đầu Thanh. Giang giang giang. Chuông điện thoại lại reo lên. Thanh giật bắn mình nhìn ra ngoài. Nơi có chiếc bàn vừa làm bàn ăn vừa làm bàn tiếp khách. Gã lẩm bẩm chửi thề rồi tiến đến cầm lấy chiếc điện thoại. Là số điện thoại của Hà đang gọi gã buông rơi chiếc điện thoại đời mới xuống đất dù thường ngày gã rất nâng niu nó một luồng điện chạy dọc sống lưng gã vừa quay lại nhìn vào cái xác của hà vừa nhìn màn hình điện thoại vẫn là cái tên quen thuộc em yêu gã đặt cho cô ta giờ đây một người ở cõi âm đang gọi về gã cố tránh cái điện thoại càng xa càng tốt và run rẩy ngồi lên giường lại một cuộc gọi đến và tất nhiên vẫn là từ số của hà không gã đưa tay lên ôm đầu không dám nhìn về phía cái điện thoại nữa. Sau những hồi chuông dài mà Thanh không bắt máy, một tin nhắn được gửi tới. Nhưng tất nhiên gã chưa dám cầm điện thoại ngay. Tình. Tiếng báo tin nhắn từ phần mềm Messenger phát ra từ máy tính của Thanh. Lại một lần nữa làm gã đứng tin. Gã cứ ngồi chân chân nhìn hết điện thoại lại nhìn sang máy tính. Cuối cùng, phải mất hơn 20 phút, gã mới dám đi ra chỗ máy tính để xem là ai đã nhắn tin cho gã. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Duyên, cô bạn đồng nghiệp của Hà ở bệnh viện hiện lên trên màn hình, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra Hà đã để quên điện thoại trong ngăn bàn và đáng lẽ ra giờ này cô phải có mặt ở bệnh viện để trực ca đêm, nhưng vẫn chưa tới. Nên Duyên đã sốt ruột gọi cho Thanh bằng chính máy của Hà. Gã đàn ông 26 tuổi nhắn lại bằng giọng điệu lo lắng, ra vẻ quan tâm đến người yêu. "Không em ạ. À, chết thật. Hà đi đâu mà cũng không báo cho anh biết." Tối nay anh phải tăng ca ở công ty nên không gọi được cho cô ấy. Nếu cô ấy đến thì em báo cho anh ngay nhé. Hai người chat với nhau thêm vài câu, rồi Thanh lấy cớ thử đi tới nhà trọ của Hà để tìm, nhưng bị duyên ngăn lại bởi nhà trọ của Hà cũng khá xa, có thể Hà đang có việc bận đột xuất nên chưa tới. Thanh nhếch mép, bởi gã biết dù có tới nhà trọ của cô ta thì cũng đâu có ai ở đó. Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc bằng việc duyên phải đi truyền nước cho bệnh nhân. Thanh mỉm cười một lần nữa, liếc nhìn vào nhà vệ sinh rồi điềm nhiên khóa cửa phòng trọ của gã, để sang phòng của người hàng xóm ngủ nhờ. Dù ngang bướng đến mấy, gã cũng không đủ can đảm ngủ một mình với cái xác chết đã bị phân ra thành nhiều mảnh trong toilet đối diện giường ngủ. Thôi thì đêm nay cứ có thêm một người nữa ở cùng là tốt nhất. Thật may đêm nay Vũ, người ở phòng bên cạnh đồng ý cho gã ngủ nhờ, vì bạn cùng phòng của người đó đi vắng. Sau mấy câu hỏi xã giao như anh ngủ muộn thế. Anh Hùng đi vắng đêm nay à anh? Thì Thanh lên giường ngủ ngay lập tức. Hắn không biết những gì Vũ làm sau đó. Nhưng đến khi nghe thấy tiếng hét của Vũ thì hắn mới giật mình tỉnh dậy. A a a. Hắn mở đôi mắt cay xẻ ra nheo mắt nhìn anh ta. Lên tiếng. Làm gì mà anh hét lên giữa đêm khuya thế? Anh định đánh thức cả khu dậy à? Ghê. Ghê quá em ơi. Anh vừa nhìn thấy một. Nhìn thấy cái gì?" Thanh hỏi. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Cùng với đó là tiếng nói có vẻ gay gắt của một người đàn ông với Thanh. "Ông làm gì mà hét toáng lên giữa đêm khuya thế hả? Có để cho người khác ngủ không?" Vũ và Thanh cùng quay ra cửa. Thanh nhanh chóng đáp lời, "Xin lỗi anh. Anh Vũ nằm mơ thấy ác mộng nên mới hét lên." Một vài tiếng lầu bầu cất lên, rồi người đàn ông kia cũng trở về phòng trọ của mình đêm nay ba phòng trọ không tính nhà ông viên và những nhà khác chỉ có vũ thanh và người đàn ông nọ nên mỗi ông ta chạy sang phàn nàn vũ vẫn đứng run cầm cập thở hổn hển nói không ra tiếng rõ ràng chỉ tay vào nhà vệ sinh có có cái cánh tay trong đó cái gì anh làm sao thế thanh có phần hơi chột dạ nhưng vẫn hỏi lại có cánh tay trong lỗ bồn cầu vũ lấy hết sức nói liền mạch cho thanh nghe nó trắng toát chú ơi. Nghe vậy, Thanh vội lao vào nhà vệ sinh, soi xét thật kỹ mọi ngóc ngách. Gã đi cả vào bên trong nhìn kỹ mọi ngóc ngách, thậm chí mở nắp xô đựng nước nhưng tất nhiên cũng không thấy gì. Vũ vẫn đứng run như cầy sấy, hồi hộp nhìn theo Thanh. Thanh thở vào nhẹ nhõm vì không thấy hiện tượng gì lạ. Lúc này đã là 4 giờ 50 phút sáng. Gã bước nhanh ra chỗ Vũ đang đứng, chỉ tay vào trong nhà vệ sinh. Làm gì có gì, anh say quá nên nhìn gà hóa quốc thôi. Rõ ràng là Vũ vừa run rẩy bước vào vừa trột dạ nhìn. Giờ thì cánh tay trắng toát vừa thò lên từ lỗ bồn cầu đã hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ do hơi rượu mà Vũ đã nhìn gà hóa quốc thật. Thôi anh vào giải quyết đi. Em ngủ tiếp đây. Mai còn đi làm sớm nữa. Nói xong, Thanh uể oải trèo lên giường. Trong đầu gã vẫn hơi hoang mang vì chuyện mà Vũ nói chẳng lẽ thi thể của Hà trôi sang tận đây? Không thể nào. Vì tuy chưa lát lại mấy viên gạch cho bằng phẳng, nhưng thi thể của cô ta đã bị gã chặt ra làm nhiều khúc và chôn sâu xuống lớp xi măng rồi. Không thể có chuyện đó được. Gã lầm bẩm, cô đã chết rồi. Cô không thể đi theo tôi được nữa. Xoẹt. Vừa dứt lời. Toàn bộ điện trong phòng phụt tắt. Vũ vừa xong công việc của mình. Lập cập chui ra ngoài. Thấy mất điện. Anh ta thắc mắc. Sao thế nhỉ? tự nhiên lại mất điện giờ này. Thanh, em ngủ chưa? Thanh nằm im không trả lời. Gã giả bộ như đã ngủ nhưng trong lòng lại hoang mang tột độ. Mồ hôi vã ra. Chẳng lẽ ma quỷ là có thật? Không, không thể nào. Phụt, đèn trong phòng lại sáng. Khiến Vũ lầm bẩm quái lạ rồi nằm xuống ngay cạnh Thanh. Thanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn cảm thấy lo lắng không yên gã tự nhủ phải cố gắng lát lại nhà vệ sinh cho giống như trước khi xảy ra vụ án, rồi tìm cách biến khỏi chỗ này trước khi mọi chuyện lộ ra. Vì chuyện này mà gã đã lo lắng đến mức không gọi lại hay nhắn tin cho Huyền. Nhưng không sao, hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô ta để giả bộ rằng hắn không quan tâm đến tài sản hay địa vị. Dù trong lòng luôn tỏ ra sốt sắng mỗi khi thấy Huyền nói chuyện với một anh chàng nào khác. Từ khi biết Huyền để ý đến mình, Thanh quyết tâm phải chinh phục được cô ta để có một cuộc sống giàu sang. Đang mơ tưởng về những phù hoa do Huyền mang lại. Bỗng Thanh nhíu mày. Hình như có tiếng nước chảy ở trong nhà vệ sinh. Gã quay sang nhìn Vũ đang ngáy ầm ầm dù mới đặt lưng chỉ được năm với ánh mắt hơi bực mình. Cái thằng cha này, có mỗi việc tắt nước sau khi đi vệ sinh mà cũng quên. Thanh liền ngồi dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh xem xét. Tuy nhiên chẳng có vòi nước nào không khóa cả. Và cũng chẳng có sự gì lạ gã lẩm bẩm vài tiếng trong miệng rồi trở lại giường ngủ trong lòng không khỏi nghĩ ngợi nhưng gã tạc lưỡi có lẽ do mình nghe nhầm thôi và quay trở lại giường nhưng có một điều gã chắc chắn không thể biết đó là ở phòng trọ của người đàn ông vừa nãy anh ta cũng vừa nhìn thấy điều tương tự như vũ nhưng lại không hét lên bởi vì trước đó anh ta đã uống khá nhiều rượu say đến mức tiếng hét của vũ cũng chỉ làm cho anh ta tỉnh táo được một phần chính vì vậy hình ảnh cánh tay thò lên trong bồn cầu cũng chỉ làm anh ta giật mình một chút nhưng sau đó bình tĩnh lại ngay hình ảnh cái tay trắng bệch đó là sự cố gắng của hà muốn truyền đến những người có thể giải thoát cho cô khỏi nơi tối tăm đầy chất thải dưới bồn cầu phòng trọ của thanh nhưng tiếc là không ai có thể làm được điều đó linh hồn của hà đã mang theo bao oán hận luẩn quẩn xung quanh thanh để tìm cơ hội báo thù gã người yêu máu lạnh ham phú phụ bẩn Sáng hôm sau, Thanh đến công ty, tỏ ra tươi cười với đồng nghiệp, nhưng thực chất là tỏ ra bình tĩnh để che giấu tội ác mình đã gây ra. Huyền, thấy Thanh đến thì vui mừng lắm, liếu lo như chim sáo bên cạnh hắn. Cô hỏi, tối qua sao em gọi anh, anh không nghe máy. Lúc ấy tôi còn phải viết báo cáo, Thanh chưa chẽn nói dối. Anh chăm chỉ quá, ở công ty đã làm quên ăn quên ngủ, về nhà lại làm việc muộn. Thế này thì cuối năm anh sẽ có thành tích rất tốt. Cảm ơn cô. Nếu không có việc gì thì xin phép cô. Tôi phải làm việc. Thanh tỏ ra lạnh lùng xua đuổi Huyền. Cuối tuần này anh có thể đi xem phim cùng em được không? Em có hai vé xem phim của bộ phim phòng khám kinh hoàng. Em rủ bạn em nhưng nó có việc bận nên không đi. Cuối tuần này, tôi phải đi khảo ấy thị trường rồi. Thanh giả vờ từ chối, nhưng thực ra trong bụng vui như mở cờ anh không thể dành cho em hai tiếng à? Chỉ hai tiếng thôi. Thời gian còn lại anh có thể đi công việc thoải mái. Ừ, cô để tôi suy nghĩ nhé. Tôi đã hứa với ông Tổng Giám Đốc là sẽ có báo cáo thị trường vào đầu tuần sau. Nếu tôi nộp muộn thì ông ấy sẽ trách phạt tôi mất. Anh đừng lo. Em sẽ nói với bố. Nhất định bố sẽ nghe lời em. Em là con gái rượu của bố mà. Thanh nhếch mép cười. Hắn nghĩ thầm, chính vì điều đó nên tôi mới tiếp cận và lên kế hoạch chinh phục cô nếu cô là một nhân viên bình thường thì tôi đã không bao giờ để mắt đến cô rồi trong đầu thanh bất giác nghĩ đến hà giờ này cô đã nằm sâu dưới lớp gạch và vữa trong nhà vệ sinh của phòng trọ tối tăm chẳng bao lâu nữa sẽ phân hủy về dung mạo huyền không xinh đẹp như hà nhưng cô ta lại có được ra thế thứ mà cả đời này hà không bao giờ có được giá như giá như hà ngoan ngoãn chấp nhận chia tay đừng cố níu kéo thì thanh đã không mất bình tĩnh mà ra tay nặng nề thì giờ này vẫn giữ được sinh mạng sáng nay trước khi đi làm thanh vẫn nhìn vào trong toilet và không thấy gì bất thường cả hắn đã dùng một bao xi măng và mấy viên gạch lấy trộm được của ông viên để lấp đi tội ác của mình hắn cũng nghe thấy ông viên tra hỏi mấy người thợ xây về việc một bao xi măng bị mất nhưng họ nhất quyết khẳng định đã cất cẩn thận rồi thanh chỉ nhếch mép cười hắn thầm cảm ơn ông viên vì bao xi măng đó bây giờ đang là giữa tháng sang tháng hắn sẽ chuyển đi khỏi nơi này cái xác của hà sẽ vĩnh viễn nằm lại căn phòng trọ đó nếu ông viên không xây sửa gì thì thôi còn nếu chẳng may ông ta đào lên và phát hiện ra hài cốt của hà thì thanh sẽ chối bay chối biến coi như không biết trước hắn có bao nhiêu người đến thuê phòng người ta đâu có bằng chứng gì buộc tội hắn giết người được anh thanh anh đang nghĩ gì thế bà chủ tịch đang nhìn anh từ nãy đến giờ kìa. Tiếng của người đồng nghiệp làm thanh giật mình. Hắn ngơ ngác nhìn. Quả nhiên mẹ của Huyền đang quan sát hắn. Hắn nở một nụ cười thân thiện và tỏ ra khúng núm cúi chào người đàn bà quyền lực. Rồi cúi đầu xuống giả vờ làm việc tiếp. Thế nhưng, những hành động giả chân của hắn không đánh lừa được người phụ nữ sành sỏi này. Qua cái nhìn ban đầu, bà đã thấy Thanh là một kẻ cơ hội. Nếu Huyền nhất định yêu hắn, thì e rằng sau này cuộc đời con gái bà sẽ khổ lát nữa bà phải hẹn thanh ra nói chuyện mới được cháu chào bác ạ thanh lên tiếng trước tỏ ra lễ độ chào cậu chắc cậu biết tại sao tôi hẹn cậu ra đây nói chuyện phải không dạ thật sự là cháu không biết ạ có gì xin bác cứ nói tôi thấy con gái tôi để ý đến cậu và cậu cũng có tình ý với nó tôi nói vậy có đúng không dạ thật sự cháu không có ý gì xấu với Huyền, cháu chỉ muốn được làm việc ở công ty thôi ạ. À. Cậu có thể giấu được con gái tôi, nhưng không qua mắt được tôi đâu. Cậu muốn tiếp cận con gái tôi vì địa vị và tài sản của gia đình chúng tôi đúng không? Dạ. Bác đừng nghĩ oan cho cháu. Cháu thật sự không có ý đó. Cháu chỉ muốn được làm việc ở công ty và cháu cũng thật sự có tình cảm với Huyền, nhưng cháu không có ý lợi dụng cô ấy. Trước khi nói chuyện với cậu. Tôi đã tìm hiểu cậu rồi. Cậu là một nhân viên có thành tích tốt, nhưng thân phận của cậu bình thường. Hơn nữa tôi vừa gặp một cô gái, cô ta tự xưng là bạn gái cậu. Cậu tưởng có thể lừa dối được gia đình tôi sao?" Nghe phu nhân chủ tịch nói, Thanh không khỏi hoảng hốt. "Bà ta đã gặp ai?" Thanh lắp bắp hỏi. "Bác đã gặp bạn gái cháu ạ." "Sao có thể?" "Tôi vừa gặp cô ta ở ngoài đường khi đi xem quần áo, cô ta mặc trang phục y tá." Cô ta tên là Hà. Hai người yêu nhau ba năm rồi. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm cơ thể của Thanh. Hắn không tin được vào tai mình. Tại sao lại có thể như thế được? Chuyện hắn và Hà yêu nhau. Trong công ty này không ai biết. Khi còn sống Hà cũng chưa bao giờ đến công ty của hắn. Vậy mà người đàn bà này lại biết. Nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua ở phòng trọ của Vũ. Thanh lẩm bẩm, chẳng lẽ trên đời này có ma? Mẹ của Huyền thấy Thanh có biểu hiện kỳ lạ thì hỏi cậu sao thế tôi đang nói chuyện với cậu đấy dạ cháu cảm thấy hơi mệt ạ à. cháu xin lỗi bác nếu mệt quá thì nghỉ một buổi nhưng tôi thật sự hy vọng cậu không tiếp tục mối quan hệ với con gái tôi nữa dừng lại ở đây được rồi nếu cậu cố ý không nghe theo lời tôi tôi sẽ không lịch sự đâu thanh cảm thấy lo sợ khi linh hồn của hà có thể trở về dương gian để quấy nhiễu cuộc sống của hắn bây giờ hắn phải làm gì đây chẳng lẽ trở về nhà trọ đào nền nhà vệ sinh lên sau đó tìm cách khác thủ tiêu thi thể của hà chuyện đó quá mạo hiểm hắn đã mất bao công sức mới làm cho mọi thứ trở thành bình thường bây giờ tự nhiên lại sới tung mọi thứ lên rồi từ đó mọi người có thể phát hiện ra tội ác của hắn sau những giờ phút suy nghĩ thấu đáo thanh xác định phu nhân chủ tịch mới là mối đe dọa của hắn ông chủ tịch và huyền đều có cảm tình với hắn nhưng người đàn bà đó thì không hắn sẽ thủ tiêu bà ta để không còn ai có thể ngăn cản việc hắn đến với Huyền. Tay hắn đã nhúng chàm rồi, có làm thêm một việc ác nữa cũng đâu có sao. Phu nhân chủ tịch, thỉnh thoảng mới đến công ty, hôm nào đến cũng đều ở lại đến hết giờ hành chính mới ra về. Bà ngồi trong phòng của chồng mình, lấy giấy tờ tài liệu ra xem xét kỹ, được khoảng một tiếng thì cảm thấy đau bụng nên vào toilet giải quyết. Bà không ngờ rằng Thanh đã nấp sẵn trong đó, chờ bà vào là ra tay hắn dùng gậy đập vào gáy bà sau đó lôi bà vào trong một buồng toilet tính bịt miệng sau đó bóc cổ bà đến chết thế nhưng khi hắn đang thực hiện tội ác của mình thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa thanh bực bội không đáp nghĩ rằng chỉ cần không lên tiếng thì người bên ngoài sẽ bỏ sang phòng khác thế nhưng trái với suy nghĩ của hắn người ở bên ngoài nhất định không chịu dùng buồng khác mà cứ đứng gõ cửa đến lúc này thanh mới giả giọng phụ nữ lên tiếng đang có người dùng buồng khác đi. Tức thì tiếng gõ cửa ngưng bặt. Lúc này Thanh mới giật mình nhận ra một điều, tại sao người vừa nãy cứ nhất định gõ cửa buồng toilet hắn đang dùng mà không dùng những buồng khác. Trong nhà vệ sinh bây giờ đâu có ai khác ngoài Thanh và phu nhân chủ tịch. Cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lại thấy phu nhân chủ tịch có vẻ như sắp tỉnh lại. Thanh vội rời khỏi hiện trường. Hắn trở về làm việc coi như không có chuyện gì xảy ra. Chừng 30 phút sau, mấy nhân viên nữ đi vào, nhìn thấy phu nhân chủ tịch đang ở trong một tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, thì hoảng hốt gọi mọi người và gọi cấp cứu. Thanh cũng tỏ ra lo lắng cho bà ấy, nhưng thực ra trong lòng hắn nguyền rủa bà ấy chết đi. Hắn lẩm bẩm, số bà ta gặp may, nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ không tha cho bà. Phu nhân chủ tịch được đưa vào bệnh viện, vết thương đằng sau gáy khá nghiêm trọng, lại cộng thêm bà bị bóc cổ và bịt miệng trong một thời gian, khiến hệ hô hấp bị tổn hại, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng chưa thể tỉnh lại ngay được chủ tịch công ty nghe bác sĩ nói vợ mình bị ai đó tấn công thì cảm thấy rất tức giận ông ta nhất định điều tra ra người đã gây ra chuyện này ông ta yêu cầu bảo vệ xem lại camera nhưng tiếc là khu nhà vệ sinh lại là góc khuất camera không chiếu vào được tất cả những gì thu được chỉ là hình ảnh một người phụ nữ to cao đi vào trong toilet nữ sau đó là phu nhân chủ tịch đi vào ông chủ tịch không làm gì được hơn nữa ngoài việc giao cho công an điều tra ai cũng nghĩ người đã sát hại phu nhân chủ tịch là người ở bên ngoài vào bởi không một người phụ nữ nào trong công ty có ngoại hình cao to giống như người trong camera cả thanh trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng hắn tự chấn an chắc gì công an đã điều tra ra người đàn bà đó còn đang hôn mê còn lâu mới tỉnh lại được để lấy lời khai mình sẽ giám sát bà ta chặt chẽ nếu bà ta có dấu hiệu tỉnh lại thì mình sẽ ra tay suy nghĩ là vậy nhưng thanh không hiểu ai là người đã gõ cửa buồng toilet lúc đó hắn chột dạ khi nghĩ đến linh hồn của hà người con gái dại dột ngang bướng đang nằm dưới nền phòng toilet nhà trọ của hắn tạm thời bây giờ hắn sẽ không về nhà trọ mà sẽ đi thuê nhà nghỉ ở tạm hết tháng sẽ trả nhà cho ông viên và đi tìm nhà khác trong đầu thanh hắn đã có dự tính chuyển nhà trọ để che giấu hoàn toàn tội ác mình đã gây ra theo dõi phu nhân chủ tịch để chờ cơ hội ra tay thủ tiêu hắn làm việc ác không phải để cho vui hắn muốn tiền tài địa vị danh vọng không ai được phép cản trở hắn huyền bình thường thì ham chơi nhưng khi gia đình có chuyện cô sẵn sàng bỏ hết những cuộc vui với bạn bè để chu toàn mọi việc từ khi còn nhỏ huyền biết được nỗi phiền muộn của bố là không có con trai thế nên dù là một thiếu nữ ăn chơi sành điệu huyền cũng rất quan tâm đến gia đình và công ty tiếc là huyền chưa có con mắt nhìn đời sâu sắc như mẹ của mình thế nên mới tưởng rằng thanh là người tốt. hàng ngày cô đến công ty chăm sóc mẹ. dù đã có người giúp việc và hộ lý, nhưng Huyền không yên tâm khi để mẹ mình cho người lại chăm sóc hoàn toàn. Thanh tuy ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt với Huyền, nhưng hắn lại sốt sắng đưa cô đến bệnh viện thăm non mẹ. hắn muốn tỏ ra mình là một người tốt và chu đáo để ghi điểm trong mắt Huyền và ông chủ tịch, nhưng trong lòng lại nguyền rủa cho phu nhân chết đi. nếu bà ấy tỉnh lại chắc chắn bà ấy vẫn sẽ quyết liệt phản đối chuyện tình cảm giữa hắn và Huyền. Không chừng bà ấy còn biết hắn chính là kẻ đã hãm hại mình trong toilet. Kẻ cản đường đầu tiên đã nằm im dưới ba tấc đất rồi. Kẻ thứ hai cũng phải như vậy. Thanh nghĩ thầm. Chiều nay, khi vừa mới trở về phòng trọ, Thanh đã thấy hai người công an đứng ở trước cửa. Hắn biết lý do tại sao lại có công an ở đây. Chắc chắn họ đến đây điều tra về chuyện Hà mất tích. Tuy trong lòng cảm thấy trột dạ, nhưng Thanh cố giữ bình tĩnh, tiến đến nói chuyện với họ. "Xin chào hai đồng chí, chẳng hay hai anh đến đây có chuyện gì thế ạ?" À? "Chào anh. Chúng tôi đến đây tìm anh Phạm Hữu Thanh để hợp tác điều tra về vụ án mất tích của cô Nguyễn Thị Hà. Chẳng hay anh có thể cho chúng tôi biết anh ấy ở phòng nào được không?" "Ông viên chủ khu nhà trọ này đã đưa chúng tôi tới đây. Ông ấy nói giờ này anh Thanh đi làm chưa về. Ông ấy lại có việc bận nên vội đi mà chưa kịp mở cửa cho chúng tôi." dạ tôi là phạm hữu thanh đây ạ à. mời các anh vào thanh mời hai đồng chí công an vào phòng mình rót hai cốc nước mời họ sau đó nói bạn gái của tôi quả là đã mất tích hai ngày nay rồi quả thật tôi rất lo lắng cho cô ấy tôi rất muốn đi trình báo nhưng dạo gần đây công việc của tôi ở công ty rất bận nên tôi chưa thể đến gặp các anh được chẳng hay ai là người đã báo án ạ à. lãnh đạo bệnh viện nơi cô ấy đang làm việc Họ nói đã không liên lạc được với Hà hai ngày nay rồi. Trong khi trước đây cô ấy chưa bao giờ cư xử như vậy. Anh là người yêu của cô ấy mà không thấy như vậy là đáng lo à? Dạ, không giấu gì các anh. Hà vốn là một người rất nghiêm túc trong công việc. Nhưng trong chuyện tình cảm thì cô ấy lại hành xử rất nông nổi. Trước đây cô ấy đã có rất nhiều lần chặn số tôi mỗi khi chúng tôi giận nhau. Thế nên lần này tôi cũng không nghĩ rằng cô ấy gặp chuyện gì. Nhất là cô ấy lại dùng hai số điện thoại một số dùng cho những liên lạc cá nhân, một số dùng cho công việc. Thật ra tôi cũng định tối nay sẽ liên lạc với cô ấy để hỏi thăm, nhưng bây giờ các anh đến đây, tôi lo rằng cô ấy có thể đã gặp chuyện không may. Bây giờ tôi có thể gọi cho cô ấy được không ạ? À? Anh không cần làm việc đó nữa. Trước khi đến đây chúng tôi đã làm việc đó rồi, kết quả là không liên lạc được cả hai số. Trời, Thanh thốt lên, đầy vẻ đau khổ. Liệu cô ấy có gặp chuyện gì không? Chúng tôi đang điều tra, hy vọng cô ấy không gặp chuyện gì. Hôm nay chúng tôi đến đây gặp anh, mong anh phối hợp với chúng tôi. Tất nhiên Thanh đồng ý, hắn tỏ ra đau khổ suốt quá trình hợp tác với công an. Hai đồng chí này cũng chỉ hỏi Thanh những câu hỏi về mối quan hệ giữa hắn và Hà và những câu hỏi phục vụ cho công tác điều tra. Lần cuối cùng anh và Hà gặp nhau là khi nào? Hai ngày trước. Chúng tôi gặp nhau ở phòng trọ của cô ấy. Chúng tôi đã cãi nhau Nguyên nhân là vì cô ấy ghen với một người đồng nghiệp nữ của tôi khi nghe thấy chúng tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại thân thiết. Thế nhưng tôi và người đồng nghiệp ấy không có gì mờ ám cả. Tính cách của cô ấy từ xưa đến nay vẫn hay ghen như vậy. Sau khoảng một giờ thẩm vấn, Thanh luôn tỏ ra rất bình tĩnh. Như thể hắn đã chuẩn bị hết cho tình huống này rồi. Tiễn hai đồng chí công an đi. Thanh nhìn về phía nhà vệ sinh. nhếch mép cười đắc thắng. Hà đang nằm dưới đó. Cùng với chiếc điện thoại của cô thanh tự tin rằng công an sẽ không bao giờ điều tra ra tội ác của hắn bởi những câu trả lời hắn đưa ra rất hoàn hảo và hắn cũng có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng hà có thể bị bắt cóc trên đường đi làm không ai nghĩ rằng thanh là hung thủ bởi hắn tỏ ra mình là một người yêu trung thủy tháng sau thôi thanh sẽ dọn đi khỏi khu trọ này dần dần câu chuyện về hà sẽ bị lãng quên và khi người ta phát hiện ra cũng không ai nghi ngờ cho hắn được hàng đêm dù không ngủ trong phòng trọ của mình nhưng thanh vẫn mơ thấy ác mộng có lần hắn ra nhà nghỉ ngủ thì mơ thấy hà nằm cạnh mình toàn thân ướt đẫm khuôn mặt đầy máu nở một nụ cười man dợ nhìn hắn hà vươn tay ra bóc cổ hắn khiến hắn ngạt thở mắt trợn ngược sùi bọt mép có lúc hắn mơ thấy mình đi vệ sinh thì bị một bàn tay túm lấy cơ thể lôi hắn xuống dưới lòng đất từ lỗ của bồn cầu hoặc là hắn nghe thấy những tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh nhưng khi đi vào thì không thấy gì có hôm thanh đến công ty làm việc sau khi xong việc thì không về nhà mà ở lại công ty ngủ qua đêm hắn đã thay đổi mấy nhà nghỉ rồi nhưng đêm nào cũng mơ thấy ác mộng thế nên đêm nay thanh thử ngủ ở công ty xem sao hắn trải chăn gối ra nền công ty thản nhiên vươn vai sau một ngày làm việc mệt nhọc hắn không biết rằng mọi hành vi của mình đã bị huyền quan sát tâm tình của cô dành cho hắn cũng thay đổi không còn thích như trước nữa thanh không biết được rằng ngày hắn nói chuyện với công an huyền đã vô tình nghe được hết mọi chuyện sở dĩ cô có tình cảm với thanh là vì hắn luôn nói với mọi người rằng mình đang độc thân không có hứng thú dành cho chuyện yêu đương và nhất là chưa có cô gái nào khiến hắn cảm thấy rung động huyền rất ghét loại người phủ nhận tình cảm của mình hơn nữa nếu không nhờ nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa thanh và công an huyền sẽ không biết được rằng có khi thanh có dính líu đến vụ án mất tích bí ẩn của hà cô người yêu hắn cố che giấu cô không nghĩ thanh là kẻ giết người nhưng e rằng hắn có mối liên quan đến vụ án đó vụ án mẹ cô bị tấn công trong toilet công ty công an vẫn đang điều tra nhưng cô không tin có kẻ lạ bên ngoài có thể trà trộn vào đây để sát hại mẹ cô bình thường mẹ cô đâu có mâu thuẫn với ai mà dù có thì kẻ đó không thể vào tận công ty để ra tay với bà ấy được bởi ai muốn ra vào công ty cô đều phải có thẻ chắc chắn chỉ có người trong công ty thôi nhưng vấn đề là phụ nữ trong công ty không ai cao lớn như hung thủ cả huyền nghĩ đến đau đầu nhưng không tìm ra được một lời giải thích thỏa đáng bây giờ cô phải rời khỏi công ty trước khi thanh phát hiện ra sự có mặt của cô không hiểu sao huyền lại có suy nghĩ muốn theo dõi thanh dù trong lòng cô không hề có manh mối gì cho thấy thanh là tội phạm ngồi trong xe ô tô đi ra khỏi công ty huyền nhìn thấy một nữ y tá đứng bên đường nấp sau một thân cây lớn đang nhìn về phía công ty của gia đình cô Hình ảnh cô gái đó tạo cho Huyền một cảm giác rất lạ. Hình như cô đã nhìn thấy cô ta ở đâu rồi thì phải. Đêm đầu tiên ở công ty Thanh không mơ thấy gì khác thường. Hắn tự chấn an bản thân rằng những cơn ác mộng chỉ là do hắn nghĩ quá thôi. Thế nhưng hắn không thể giải thích được những lời phu nhân chủ tịch nói về chuyện bà ấy đã gặp hà. Chẳng lẽ trên đời này có ma? Không. Hay là người đàn bà đó đã đi điều tra về hắn rồi mới biết rằng hắn đang yêu hà? Chiều hôm qua, Thanh đề nghị đưa Huyền vào bệnh viện thăm mẹ. Nhưng cô nói mình muốn tự đi. Sau đó sẽ đi mua sắm và gặp gỡ bạn bè. Không muốn làm phiền Thanh. Hắn cảm thấy dạo này Huyền có vẻ thay đổi. Không cuốn quyết lấy hắn như trước đây nữa. Không lẽ cô đã biết được chuyện gì rồi? Chẳng lẽ phu nhân chủ tịch đã tỉnh lại và kể cho con gái nghe sự thật về hắn? Không. Hắn vẫn luôn nghe ngóng tin tức từ bệnh viện. Phu nhân chủ tịch vẫn đang hôn mê nếu bà ấy tỉnh lại thì ông chủ tịch phải thông báo với mọi người rồi chứ tóm lại thanh quyết định rằng mình sẽ theo dõi sát sao phu nhân chủ tịch đồng thời tán tỉnh huyền nhất định không để miếng mồi ngon vụt mất khỏi tay nhưng cũng không để kẻ làm kỳ đà cản đường mình ngày mai là cuối tháng rồi tối nay thanh sẽ thu dọn đồ đạc để chuyển sang nhà trọ khác hắn đã tìm được một nhà trọ gần nhà huyền hắn sẽ tiếp cận cô nhiều hơn vì cô mà hắn đã ra tay giết người Hắn nhất định không thể để cô thuộc về người khác. Huyền, sau khi nghe lỏng được cuộc nói chuyện giữa Thanh và hai đồng chí công an, vô tình một trong hai người đó là bạn học cùng cấp 3 với Huyền trước đây. Khi lên đại học, Huyền ra nước ngoài du học, còn người bạn kia theo học trường học viện quân sự. Hai người mất liên lạc với nhau. Nhìn thấy bạn cũ, Huyền lên tiếng trước. Quang, còn nhớ Huyền không? Đồng chí công an trẻ nghe tiếng gọi thì giật mình. Quay lại nhìn anh không nhận ra người bạn ngây thơ ngày xưa vì bây giờ cô ấy đã thay đổi nhiều quá, nhưng nhờ nốt ruồi trên môi mà Quang nhớ ra cô bạn anh từng cảm mến. Quang đáp lại, "Huyền, lâu lắm rồi không gặp, cậu ở đây làm gì vậy?" "Tớ có chút việc ở gần đây thôi." "Cậu đi làm nhiệm vụ à?" "Ừ, tớ mới đến lấy lời khai của một nghi phạm trong một vụ án mất tích. Anh ta là người yêu của nạn nhân, ai cũng nghĩ rằng cô gái đó mất tích." nhưng bọn tớ thì cho rằng cô ta đã chết và hung thủ không ai khác chính là người yêu của cô ta thật khủng khiếp huyền thốt lên ừ thế nên nếu cậu có yêu ai cũng phải cẩn thận thời đại bây giờ nhiều kẻ biến thái lắm hi hi tớ còn phải lo cho công việc ở công ty mẹ tớ đang nằm viện thời gian đâu mà yêu đương bác gái nằm viện à có chuyện gì thế chẳng hiểu sao mẹ tớ bị một kẻ nào đó tấn công khi bà ấy ở trong toilet công ty từ trước đến nay vốn rất an ninh không có chuyện người lạ đột nhập vào vậy mà cậu có thể cho tớ xem camera an ninh của công ty cậu không tớ sẽ cố gắng điều tra ra hung thủ bố tớ đã giao đoạn phim đó cho công an rồi thế nhưng công an vẫn chưa điều tra ra họ nói phải chờ mẹ tớ tỉnh lại sau đó lấy lời khai của bà ấy thì việc điều tra sẽ dễ dàng hơn quang nghe huyền nói mà trong lòng tràn đầy sự nghi ngờ nếu an ninh của công ty tốt thì không thể có chuyện người ngoài đột nhập vào hãm hại mẹ của huyền được anh hỏi mẹ cậu có mâu thuẫn với ai trong công ty không không mẹ tớ là một người rất quan tâm đến nhân viên ai cũng yêu quý bà ấy quang im lặng không nói thêm gì nữa thời gian này anh đang phải tham gia vào việc điều tra vụ mất tích của cô y tá tên hà nếu không thì anh đã giúp huyền tìm ra kẻ đã tấn công mẹ cô ấy hai người nói chuyện với nhau thêm mấy câu rồi tạm biệt nhưng quang không quên dặn nếu cậu có chuyện gì cần tớ giúp đỡ thì cứ gọi cho tớ nhé lúc nào cũng được đừng ngại gì cả huyền cảm động khi nghe quang nói cậu ấy vẫn chu đáo như ngày học chung với cô đi ra khỏi quán bỗng quang sững người khi nhìn thấy một cô y tá đang đứng bên kia đường chẳng phải cô ta chính là y tá hà sao huyền thấy quang sững sờ thì hỏi có chuyện gì vậy cô ta cô ta chính là cô y tá tên hà người mình đang tìm kiếm huyền nhìn theo hướng chỉ tay của quang và kinh ngạc nhận ra đó cũng chính là người mình nhìn thấy ở gần công ty hôm trước quang nói với huyền cậu về trước đi nhé tớ phải ra nói chuyện với cô ta huyền đứng im nhìn theo quang đi ra nói chuyện với hà cô tưởng rằng hà sẽ đứng im đợi quang đến chỗ mình nhưng khi cậu ấy đến gần Hà, Hà lại bỏ chạy. Quang thấy vậy thì cũng đuổi theo Hà. Huyền cũng đi xe máy theo nhưng bị Quang ngăn lại. Cậu về đi, mình phải đuổi theo cô ta. Cô ta chạy nhanh quá. Cậu ngồi lên xe mình, mình chở cậu đuổi theo. Thế là Quang và Huyền cùng đuổi theo Hà. Kỳ lạ là tuy cô y tá đó đang chạy trước mặt hai người một khoảng cách ngắn, nhưng họ đuổi theo mãi không được. Hà cứ thế chạy về khu nhà trọ nơi Thanh đang ở rồi biến mất trước mặt quang và huyền huyền sững sờ trước cảnh tượng đó lắp bắp cô ta là ma hay sao quang cũng lặng người trước cảnh tượng đó nhưng rất nhanh anh nghĩ đến một giả thuyết hà đã bị thanh giết và xác đang bị phi tang ở trong khu trọ này anh nhớ đến việc hôm trước ở nhà trọ của thanh anh đã dùng nhà vệ sinh nhưng không thấy gì ngoài cảm giác lạnh lẽo nghĩ đến việc thanh giết người yêu và phi tang thi thể cô ta ở đây thanh không khỏi ghê sợ hình như huyền cũng nghĩ giống quang ánh mắt cô cũng chứa đầy sự ghê tởm câu chuyện kỳ bí về cô y tá tên hà được huyền và quang thống nhất là giữ bí mật huyền vẫn không tin nổi vào mắt mình nhưng quang cũng nhìn thấy và còn nói với huyền rằng đây chính là nhà của nghi phạm trong vụ án cô y tá tên hà mất tích mà mình đã nói với cậu mình biết đây cũng là nơi một người quen của mình sống ai vậy khu này có tận ba phòng trọ Người quen của Huyền ở phòng nào? Phòng ở giữa. Anh ta là nhân viên làm ở công ty của gia đình mình. Quang cảm thấy như có một luồng điện chạy qua cơ thể. Đó chính là phòng của Phạm Hữu Thanh. Nghi phạm trong vụ án cô y tá mất tích mà. Quang hỏi Huyền thêm về Thanh. Và nhận được câu trả lời. Anh ta làm việc ở công ty của gia đình mình mấy năm nay rồi. Ở công ty, anh ta là một người rất chăm chỉ. Ban đầu, mình rất có thiện cảm với anh ta nhưng về sau mình biết anh ta có người yêu rồi thì mình đã lập tức chấm dứt tình cảm đó anh ta có đáp lại tình cảm của cậu không anh ta tỏ ra lạnh lùng khi mình biểu lộ tình cảm cũng may anh ta không đáp lại tình cảm của mình cậu có thể cho mình xem video trích ra từ camera an ninh được không không hiểu sao mình rất nghi ngờ gã thanh này bây giờ chúng ta rời khỏi đây đã huyền thấy quang tỏ ra tha thiết thì cũng dẫn anh về công ty cả hai vào phòng bảo vệ và cùng xem lại đoạn video trích xuất về nghi phạm đã tấn công mẹ của Huyền. Quang nhíu mày suy nghĩ, dáng của người phụ nữ trong video, dù chỉ là một phần, nhưng anh thấy cô ta rất giống Thanh. Có khi nào Thanh đã cải trang thành phụ nữ rồi trốn vào trong toilet, chờ cơ hội tấn công phu nhân chủ tịch? Thế nhưng hắn làm thế để làm gì? Quang quay ra hỏi Huyền, "Cậu nói cậu từng có tình cảm với Thanh, bố mẹ cậu có biết chuyện ấy không?" "Bố tớ biết" còn mẹ tớ thì không sao vậy chẳng lẽ cậu nghi ngờ thanh là người đã hãm hại mẹ tớ à thật ra mọi chuyện chưa có gì chắc chắn cả nhưng tớ nghi ngờ thanh có động cơ lớn biết đâu bác gái vô tình biết chuyện cậu thích thanh bác ấy tỏ ý phản đối và bị hắn hãm hại hắn tỏ ra lạnh lùng với tớ mà huyền tỏ ra thắc mắc mà không dạo này hắn tỏ ra quan tâm đến tớ nhưng từ khi tớ biết hắn đã có người yêu mà che giấu thì tớ đã chấm dứt tình cảm với hắn rồi nhiều khi có thể hắn giả vờ tóm lại cậu nên cẩn thận đừng tiếp xúc với hắn có chuyện gì thì gọi cho tớ lúc nào tớ cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu huyền nghe vậy thì cảm động lắm hai người nói chuyện với nhau thêm mấy câu nữa rồi quang chào tạm biệt huyền để trở về cơ quan cô không hề hay biết rằng thanh đã nhìn thấy hết mọi hành động giữa cô và quang Hắn ngay lập tức lên kế hoạch theo dõi và hãm hại Quang, thậm chí là thủ tiêu Huyền. Mẹ của Huyền ở trong bệnh viện đang có dấu hiệu hồi phục, hắn cũng sẽ không để yên cho bà ấy. Đêm nay, Thanh Cải Trang thành bác sĩ để vào bệnh viện, lén lút tiêm thuốc độc để giết phu nhân chủ tịch. Thế nhưng, hắn vừa đi vào phòng đặc biệt của bà ấy, thì kinh ngạc khi nhìn thấy một nữ y tá đang ngồi đó. Hắn đã theo dõi rất lâu, thấy y tá đổi ca người giúp việc của gia đình Huyền không đi vắng thì mới quyết định vào đây sát hại phu nhân chủ tịch. Cô y tá thấy Thanh vào thì lên tiếng. "Bác sĩ, anh vào đây có chuyện gì không? Bệnh nhân ngủ rồi." "Tôi muốn xem bệnh nhân có ổn không. Cô chưa đi đổi ca à?" "Dạ, tôi chưa ạ. À. Tôi đang đợi anh mà." Thanh sừng sốt khi nghe cô y tá nói. Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt sừng sốt, còn cô y tá đó thì hạ khẩu trang xuống. Một khuôn mặt gớm ghiếc hiện ra. Đó chính là Hà. Cô cười gằn, "Anh định giết bà ấy sao? Đừng hòng." "Cô... cô?" Thanh không tin nổi vào mắt mình, "Tại sao cô lại ở đây?" "Tôi về để đòi mạng. Anh hãy trả mạng cho tôi." Vừa nói Hà vừa đi đến gần Thanh, gã sợ quá liền bỏ chạy ra khỏi phòng của phu nhân chủ tịch. Vừa ra đến cửa, hắn va phải Huyền đang đi vào thăm mẹ vì lúc đó hắn đang đeo khẩu trang nên cô không nhận ra hắn còn thanh thì cứ thế cắm đầu chạy huyền nhìn theo thanh lắc đầu người gì mà vô ý thức chạy rầm rầm trong bệnh viện thế nhưng cô cũng không để ý đến thanh quá nhiều cô đi đến giường của mẹ nhìn thấy cô y tá đang chăm sóc mẹ mình thì nói cảm ơn cô đã chăm sóc mẹ tôi bây giờ tôi ở đây rồi cô có thể đi ra được rồi có chuyện gì tôi sẽ gọi cô y tá nghe huyền nói thì lầm lũi đi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt của phu nhân chủ tịch. Huyền ở lại với mẹ đến khoảng 11 giờ thì trở về nhà. Cô đi tới bãi đỗ xe của bệnh viện để lấy xe. Nhưng khi đi qua một góc tối, cô bất ngờ bị một người nào đó tóm chặt lấy vai, lôi vào trong góc. Một bàn tay thô giáp bịt chặt miệng. Bên tai cô, một giọng nói vang lên, im. Huyền biết mình đã gặp phải kẻ xấu, nhưng cô không thể làm gì để chống lại hắn. Huyền bị người lạ lôi vào xe ô tô, tay bị trói chặt và miệng bị bịt, khi nhìn thấy người bắt cóc mình là Thanh, lúc ấy cô cũng ngất xỉu vì bị hắn đánh đập. Tin tức Huyền bị bắt cóc lan nhanh như một cơn gió. Bố của cô vội vàng trình báo công an. Ngay lập tức công an khoanh vùng được thời gian cô mất tích là khoảng 11 giờ đêm hôm qua, sau khi cô vào thăm mẹ. Camera của bệnh viện cũng không quay được hết mọi ngóc ngách trong bệnh viện, nhưng nó cũng ghi được hình ảnh cuối cùng của cô là đi vào trong nhà gửi xe và không thấy đi ra. Công an giả soát lại tất cả những xe đi ra khỏi nhà gửi xe lúc đó. Cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc xe có biểu hiện nghi vấn. Chiếc xe ấy lại dùng biển số giả. Thế nên công an phải mở cuộc truy tìm. Quang sâu chuỗi lại mọi việc. Và mối nghi ngờ vẫn đổ dồn vào thanh. Mặc dù anh không được cấp trên ra lệnh theo dõi hắn. Nhưng anh vẫn tự ý làm việc đó. Thanh không hề biết mình bị theo dõi. Hơn nữa biết rằng công an đang điều tra về vụ án mất tích của Huyền thế nên hắn vẫn tỏ ra chăm chỉ đi làm ngoài mặt cảm thấy lo lắng cho huyền nhưng bên trong thì thách thức chúng mày không bao giờ tìm được nó đâu tao chính là người đã bắt cóc nó đây quang theo dõi thanh một thời gian thì phát hiện ra những hành vi đáng ngờ của hắn một tuần hai lần thanh lén lút rời khỏi nhà trọ của mình đi đâu đó quang đi theo hắn đến một khu nhà bỏ hoang phát hiện ra huyền bị giam ở đó thanh đem đồ dùng đến cho huyền và lần này còn muốn dở trò đồi bại với cô huyền ghê tởm nhưng vẫn cố van xin hắn thả mình ra nhưng thanh cười gằn không bao giờ anh thả em ra anh sẽ giam giữ cô em thêm một thời gian nữa rồi thủ tiêu cô em anh sẽ đưa em xuống địa ngục đoàn tụ với hà người yêu của anh huyền run sợ khi nghe thanh nói không ngờ hắn là kẻ giết người cô cố hỏi thêm anh đã thủ tiêu xác của cô ấy ở trong phòng trọ của anh phải không đúng vậy cô ta đang ở dưới lớp gạch nhà vệ sinh ấy. Thanh vừa nói dứt câu, hắn nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần chỗ hắn và Huyền. Tiếng bước chân này là của phụ nữ, bởi đó là tiếng giày cao gót. Thanh hỏi, ai đấy? Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng bước chân thì càng lúc càng đến gần. Cùng với đó là tiếng nước chảy. Thanh cảm thấy hoang mang. Hắn cứ nhìn chầm chầm vào khoảng không gian tối đen đang bao vây hắn và Huyền tiếng bước chân cứ thế đi đến gần chỗ hắn rồi hà xuất hiện trước mặt hai người với một bộ dạng đáng sợ á à, thanh và huyền hét lên vì sợ nhưng hà chỉ tấn công thanh mà thôi cô đến gần thanh dồn đuổi hắn khiến hắn sợ hãi mà bỏ chạy quang đang tìm cách giải cứu huyền thấy thanh chạy như người mất hồn nhưng không thấy hà thì không hiểu chuyện gì vội chạy vào cởi trói cho cô huyền nói với quang thanh đã thủ tiêu thi thể của hà ở trong toilet nhà trọ cũ của hắn Chúng ta mau đến đó đi. Sao hắn lại chạy như người mất hồn thế? Cậu không nhìn thấy gì à? Hắn bị linh hồn của Hà dọa đấy. Dù câu chuyện đó có hơi khó tin, nhưng chính mắt quang đã nhìn thấy linh hồn của Hà nên cũng không nghi ngờ gì nhiều. Anh và Huyền vội chạy theo Thanh để ngăn chặn tai nạn có thể xảy ra với hắn. Thế nhưng trái với sự lo sợ rằng Hà có thể sát hại Thanh, hắn bị Hà sai khiến trở về nhà trọ cũ lấy sảnh đào nền gạch nhà vệ sinh lên kỳ lạ là căn phòng trọ lúc đó của thanh lại không khóa cửa hắn cứ thế đào thi thể của hà lên sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi cho công an khai nhận mọi tội ác của mình quang và huyền chứng kiến mọi chuyện cảm thấy rất kỳ lạ họ nhìn thấy hắn đi ra đường lao thẳng vào một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao nhưng không kịp ngăn cản thanh đã chết như thế thê thảm và đau đớn khi công an đến thì họ chỉ còn việc đưa thi thể của hắn và Hà về nhà xác. Quang và Huyền được lấy lời khai về vụ việc, nhưng họ chỉ nói rằng Thanh có lẽ hối hận vì tội ác mình gây ra, nên đã làm như vậy. Trong cái rùi có cái may, sau câu chuyện đẫm máu này, họ lại có cơ hội gặp lại nhau, và cuộc đời họ từ đó mở ra một chương mới.